Chào ông bà cô chú và tất cả các bạn nha. Trời, bữa nay mấy chị em mình được mùa luôn. Mình đi xúc về, mình gặp anh Thái đang xúc cái mương này nè. Cái mấy chị em mình xuống xúc với anh Thái luôn cho vui. Ồ, cái mương này nó sâu quá trời luôn mẹ ơi. Anh Thái đi tuốt dưới kìa, cái mương này dài mà sâu nữa. Nãy giờ có con gì không mẹ? Có, mẹ có tân dâm rồi. Mẹ chạy xuống trước, còn mình với chị Hồng á, mắc chà mấy con cá nãy mình xúc á. Cái mình đi sau. Cái mương này có là có tôm bự bự hơn á. Nãy giờ nó còn mấy con không rồi. Lạnh lạnh vậy là hay có tôm bự hơn. Lạnh lạnh là có tôm bự á chị. Anh Thái ơi. Dạ, em thấy lạnh lạnh này ngon á. Mà sâu lắm nha. Trời ơi, em đi ngập hơn lưng quần rồi. Chắc tại em lùn quá hay sao, ngập tới muốn cổ. Ôi, hay vậy anh Thái. Trời ơi. Rồi, tôm kẹp chị vậy. Anh Thái với chị Hồng đi cái đục nước luôn á. Tôm bán này nào mà bắt được đấy. Dạ rồi. Ở Thái là ấy tôm bỏ túi từ ngay. Ờ anh Thái này quá ha, tôm bỏ vô túi luôn mới ghê chứ. Đi xúc này mình cũng nhờ đông vui nha, chứ mình xúc nản lắm, giờ có cũng nản nữa. Nhờ đông vui. Con gì mà mẹ thổi đó mẹ? Ở chân nó kẹp á. Cá thì bắt ham chứ con tôm mày sợ lắm à. Ôi ơi, cái càng nó rụng ra kìa. Cái tay em nhỏ lại phá đi em. Thôi em sợ nó kẹp lắm. Cả hai càng lên mà lấy lên hết. Thơm thơm luôn mà. Để mình lại mình cứu mẹ thôi. Được chưa mẹ? Chưa con. Nè, thò tay vô đây nè. Để con thò tay vô. Trời ơi, cái hốc lá. Mấy hôm nay mới thịnh tay. Anh Thái la làng chứ. Ý, sâu dữ vậy. Có chừng sóc cái gai nha con. Dạ. Nó đưa ngược cái gai lên á. Ôi, con tôm cứng quá trời luôn, lấy không lên. Chị Hồng ơi, gọi em bứt cái gâu nữa rồi. Trời ơi. Tại trên bờ có anh Nhân đang dậy tàu lá nữa kìa. Phải kêu có người đạp tàu lá ra. Không được chị Hồng ơi. Cái này phải lấy dao chặt luôn á. Không được rồi chị ơi. Đạp em. Em đứng mấy trong kia kìa, em đạp nó ra. À chị vậy đúng rồi ạ. Chị Hồng vậy đi em mắc nha. Chị treo lên chị ngồi luôn á. Chị ngồi lên đi. Đây. Được chưa? Chơi nha, đừng nhịp nha. Ôi sao mà nó khó lấy vậy, nó bự lắm. Nè, coi chừng cái gai nó đâm nó chổng ngược lên. Rồi chỉ ngồi hư tàu lá luôn rồi vẫn không bắt được. Cái tay chị bự quá. Thì bắt không được. Tay chị bự quá à. Đưa em lấy lên cho. Rồi ôi anh Thái anh quần kìa. Coi chừng quần rồi. Quơ ngồi lên mất tiêu cái quần cái thôi rồi. Chết luôn á. Ngồi quơ sao thấy mắt lạnh lắm đây. Bỏ chạy hết trơn. Ôi chừng cái ống nước nha. Anh Thái anh bắt tay không mà hay thiệt chứ. Đụng con bự lắm. Ờ em xuống cái dấu chân của anh Thái thì chị Hồng diện cái muốn mút cổ à. Con này sâu ha.
Trời ơi. Mà chặt xuống được chứ. Đâu cái đó gì vậy? Con cá vậy? Con tôm này thấy. Nè là anh Thái cứu đi. Nè. Thái chị đu rồi chị ngồi luôn rồi. Đâu đâu con tôm của mẹ đâu vậy? Đâu con tôm mẹ đâu? Không. Cái đội hình này nhoi lắm nha. Ủa nó đâu đụng vô ngoài nó ra rồi. Không có, anh chẻ vuông từ từ thôi, nó đưa cái đầu lên. Cái tay anh Thái bự quá tới không tới. Mà con này chắc cũng nhỏ quá, nó bự lên đó. Nó mày lớn gì quá. Mẹ. Mẹ đâu có chặt được như nước không? Như nước. Mà chặt nó cũng đâu tới đây đâu anh. Ờ, cái giặt thử mấy người làm không được giờ tới anh Thái nè. Không ở dưới nước này giặt mình nhiều mấy người ơi. Cứa cứa anh Thái, anh cứa 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 cứa. À, coi cứa cứa anh cứa. Cái giọng đời có bắt trời anh cứa cứa anh cứa cứa. Không được thôi ba ơi. Nhưng mở làm nó bao nhiêu? Được. Cho nó sạch đi. Anh Nhân vừa giữ nhà vừa đứng ở trên bờ chạy xô. Anh lấy cái. Anh không lo giữ nhà nha anh. Vô gần ba cái thùng bia cái. Nó gần thùng bia cái chết luôn hả anh Thái? Có dịch vụ không? Đắp bia nha. Ôm chạy á. Có gì sáng lên đó. Ôm chạy với không kịp đâu. Người chạy người dí á. Nó ra rồi, con tâm tướng nữa ra ngoài bắt rồi á. Đi quần với anh Thái khỏe rồi, anh quần đột hết trơn. Chỉ có bắt thôi à, anh quần ơi. Nãy giờ có con càng nào cho em chưa thấy à? Chưa có. Anh Thái anh sung, anh quần quá trời luôn rồi. Trời ơi, con Pepsi nó xuống tới dưới luôn rồi kìa. Pepsi. Lỏ xuống quần Pepsi. Pepsi. Pepsi xuống bắt tôm với cậu ba nè. Nè con xuống đây, Pepsi. Đi xuống đường này được, còn qua bên kia nữa. Này nước hơi sâu hơn của mình hả chị Hồng? Nên là cũng hơi khó bắt. Nhưng mà nếu mà có tôm thì là tôm bự á. Ồ, lòng tao không nổi, còn nào nấy bự thì ghê luôn á. Quá trời bự luôn. Dạ. Ồ, anh thấy anh cầm một nắm tôm luôn nha. Anh quần quá dữ luôn. Quá trời lòng tông luôn anh Thái ơi. Ôi quá trời lòng tông luôn á. Mày đứng ở trên bờ mà la quá là người dưới nước rối nha bác không được. Rối mà con la quá mẹ rối. Đâu chị Hồng? Đâu? Nó bự thiệt. Wow. Con nào con nấy nó bự thiệt. Ôi nó bự rồi nè. Anh Thái tối nay về ngủ ngon lắm à. Hai cái chân mỏi rụng rời. Anh quần quá trời. Quần quá là có thiệt ha. Vụ quần quá là có thiệt. Vụ quần quá là có thiệt ha. Công nhận bữa nay sau Tết thì cái mình đi hoạt động lại vui quá. Ôi em vừa quay mà em vừa bắt được con nè. Quá trời bự luôn nè. Lòng tông nè. Mà mãi giờ đi liên tục quá. Đi vòng vòng là nổi à. Đến mắt bạn tôm đây nữa. Đây rồi ha, hai con. Ờ đã hả? Hả? Nè. Ừ. Ôi em hứng em đợi luôn á anh ơi. Nó vô mé rồi á. Cái túi quần anh Thái lú ra đỏ đỏ, em tưởng đâu rách quần bên đây đó. Em tưởng là tới công chuyện rồi. Này quần sung quá. Ồ, chị Hồng thấy gì mà chạy nhanh thế? Xem cái gì nào? Con tôm. Wow. Một con tôm dở lên. Wow. Ôi, giờ nước đục rồi, có tôm rồi. Lùa vô nha. Đâu, lùa vô. Lùa vô thôi nào. Ôi, Nhân đứng bờ cũng la quá. Ôi, tôm bự coi nè. Ôi, đây nè, nãy giờ mình đi theo mình cầm cái vợt đây. Wow, cậu ba thiệt là tuyệt đỉnh rồi nha. Nè, bỏ vô đây cậu ba ơi, chiều nay mình có món ngon nè, rồi. Nè, sao sói luôn bộ. Nè, đây. Có hả? Có cô Năm. Đang nổi lên. Cô Năm, chiều nay cô Năm đi Sài Gòn rồi, buồn quá. Dạ. Ôi ơi, mình la quá, mình mệt mỏi luôn quá trời tôm.
Cá lồng tông gì bắt đầu nổi lờ nó trơn là nhiều lắm luôn. Mà tại vì cái nước này nó đục quá nên mình không có quay cho cả nhà thấy rõ được. Lồng tông đây bự lắm, bự luôn. Đây đây cái đầu nó nổi 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 gì nè là lồng tông á. Mình mà tới gần nó là nó sẽ thụt xuống à. Nè. Em ơi. Mấy con này là lồng tông bự lắm luôn á. Em lại chỗ này có con tôm nè em ơi. Đây lồng tông nè. Wow, lồng tông nè. Ý. Lồng tông gì nổi nhiều lắm á. Ồ, con lồng tông nó bự nè. Vậy chứ nó thấy mình nó lặn xuống nè. Con này nè. Anh Thái dịnh đuối rồi. Có tôm là anh thấy sung lên khỏe lên liền. Chị không bắt được gì mà em ré dưới hả? Để nếu mình làm qua có thấy tôm sung qua qua cái gãn nước cái chết luôn. Thì đền. Cái này bắt thì ít mà nhờ la nhiều. La cho xôn sao vậy chứ cũng chưa có bao nhiêu hết á. Một ngày mà mình quần mấy cái mương luôn. Trời ơi giờ mệt rụng rồi. Giờ ai cũng im lặng hết trơn rồi. Mình đứng một chỗ quá cá nó nổi mình vớt. Đó. Trời ơi tôm nó nhảy chạch 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 chạch. Mình thấy lồng tông nổi nhiều lắm nhưng mà nó khôn lắm. Khó vớt lắm. Chị Hồng à, hết la nổi rồi. Hồi nãy la quá trời luôn, giờ đuối. Anh Thái anh đuối cặp giò anh luôn rồi. Sao mấy cái lồng tông này khó vớt quá ta. Mình cứ đi lại là nó đâu mất tiêu rồi. Nè chị đổ cái bầu của em coi. Đổ cái vợt kia của em ra nãy giờ em vớt được nhiêu đây nè. Đó chị lựa gầm em đi. Em có một tay đó. Có một tay mà giữ ta. Đó đưa em coi thử coi. Coi đủ kho khô chưa. Trời ơi nó bự quá nè. Nói luôn. Quá trời luôn. Mình có một tay mà mình bắt được nhiêu đây nè. Là tôm cá hen. Ủa thì em nói thiệt mà. Nè. Ủa giờ làm như em hết sức vậy anh thấy. Đuối vậy. Hai mương, ba mương luôn. Bao nhiêu tôm nổi hết rồi hả chị Hồng? Quang được rô trời đất hết trơn. Nè. Ủa chụp cái cành cây gì cái kêu nè từng an nữa chứ. Chết em luôn rồi. Ờ dớn cái vô năm con. Tiêu luôn hả chị Hồng? Ừ. Thôi vậy em dớt thằng Tông đi. Thấy em mê rồi. Nè để gì nè đừng ăn. Ừ. Thì nãy em dớt vậy không em đứng một chỗ mà em dớt cái đống luôn á. Cổ động viên của mình trên bờ đội giấy đi. Nghe mình la quá chị không nổi. Tôm này hồng. Cứ tôm này hồng. Cá này hồng. Nè. Nãy chị Hai chỉ về luôn rồi chứ phải chỉ ở lại là chỉ bắt sung lắm. Bị chỉ lên sao? Nè, thím nào. Quá wow, gọi cái xảy ra ngoài ơi. Trời ơi. Quá trời luôn. Ồ, đẩy lại đi mẹ, ra hết con tôm bự chảng ủ kìa. Chút rồi mẹ bắt lại được. Trưa nắng này mà ai karaoke nữa vừa dưới mương bắt tôm cá thì vừa được nghe nhạc nữa sướng ghê. Nghe nhạc miễn phí. Ôi công nhận dưới hốc lá nó mát cái gì không.
nói nhiều quá. Nói chứ lúc đầu ham chứ giờ bắt cái có nổi. Quá trời luôn. Giờ lai rai im im nước kìa. Hết luôn anh Thái ơi. Thôi mình chuẩn bị kết thúc chương trình nha. Mình phải hẹn gặp lại cả nhà ở mùa sau. Ủa cá bự nè. 2 tháng sau. Ở chị Hồng ơi. Trời ơi, nó giỡn trước mặt em luôn nè, thấy em không có cái đồ bắt á. Nè quá trời luôn. Rồi nó lặn rồi. Hay ha. Rồi được rồi. Trời ơi. Tung tăng. Ở bên đây nè chị ơi, quay lần sau lưng nè. Nè chị Hồng ơi, quá trời luôn chị ơi. Ôi mẹ, ba chú. Ôi ôi. Chị Hồng xúc sắc luôn. Tổ trưởng, tổ phó với thư ký. Anh Thái làm thư ký. Ủa cô Năm mới gài, cô vô, cô nghe la quá, chịu nổi cô vô rồi. Là chuẩn bị hành trang lên đường ha. Đúng rồi nghe. Nghe tiếng xe tét tét này giống như Hai Hải quá. Không phải Hai Hải mà Hai Đức quá. Hai Hiếu mới đi công tác gì vậy mà. Ơi cái gì vậy? Cho một đùi mấy nè. Ôi gì cây vậy? Có phát lá hả? Trời ơi. Con đi sao bắt rồi. Trời ơi. Tính giấc cứu chót chia tay vậy mà ai ngờ quá trời rồi. Cái tay anh Thái bự được không? Không còn kia rồi, lũi đây nãy giờ ta. Nãy giờ em không bắt được con nào luôn, buồn hết sức vậy. Nhanh rồi. Ông chạy về bán đồ rồi. Thôi mà em đóng cho nhân chịu muốn làm gì mua tạc chứ. Cũng có ít rồi. Nãy em xúc 20 luôn mà em có rồi. Thôi nhân có chương trình gì đó. Ở chương trình trong nhà em. Mình lên chị Hồng ơi. Anh Thái anh hẹn gặp lại cả nhà rồi. Mà tại vì cái tay em bị dính nước á, cái em bấm nó không ăn. Em mới coi lại máy nè. Trời ơi, thiệt là xui. Thôi giờ mình đi lên. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip sau nha. Bây giờ chị em của mình đi lên thôi, lạnh quá rồi.